dữ liệu được chia thành các gói nhỏ, một số thông tin được thêm vào gói để đảm bảo gói có thể tới đích. Một gói dữ liệu ở tầng giao diện mạng, hay còn gọi là khung, gồm 3 thành phần: tiêu đề, dữ liệu và phần đuôi. Tiêu đề chứa một phần mở đầu mang thông tin cho biết gói đang được truyền, cũng như địa chỉ nguồn và địa chỉ đích của gói. Dữ liệu là thông tin thực do lớp trên gửi xuống. Kích thước của trường này thay đổi tùy thuộc vào khả năng của mạng. Do dữ liệu cần truyền có kích thước lớn hơn nhiều so với kích thước của một gói dữ liệu tối đa cho phép, nên nó phải được chia nhỏ thành các đơn vị nhỏ hơn. Trong phần sau, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết hơn về phần đuôi của một khung dữ liệu. Trước khi tìm hiểu các giao thức riêng biệt của bộ giao thức TCP/IP, chúng ta sẽ tìm hiểu các kiểu truyền dữ liệu khác nhau. Như chúng ta biết, các giao thức cho phép các máy tính trên một mạng truyền dữ liệu với nhau. Nhưng một lượng dữ liệu lớn, chẳng hạn dữ liệu từ các ứng dụng đa phương tiện, có thể làm suy yếu năng lực của mạng do tốc độ truyền dữ liệu tổng của mạng giảm. Tổng lưu lượng trong một mạng sẽ thay đổi tùy thuộc vào kiểu truyền dữ liệu được sử dụng là đơn hướng unicast, quảng bá broadcast hay đa hướng multicast. Để hiểu ảnh hưởng của mỗi kiểu truyền đối với lưu lượng mạng, chúng ta phải tìm hiểu về các đặc tính của chúng. Với phương pháp truyền đơn hướng, máy tính nguồn gửi một bản sao dữ liệu tới từng máy có yêu cầu. Lưu lượng đơn hướng không liên quan đến các máy tính khác trên mạng. Tuy nhiên, truyền đơn hướng không hiệu quả khi cần cùng truyền một dữ liệu tới nhiều máy tính, vì khi đó máy tính nguồn phải truyền nhiều lần với cùng một dữ liệu. Truyền đơn hướng hữu ích nhất khi chỉ truyền dữ liệu tới một vài máy, nó còn được gọi là truyền điểm điểm. Hiện nay, phần lớn lưu lượng trên mạng là lưu lượng đơn hướng. Khi dữ liệu được truyền quảng bá, bản sao dữ liệu sẽ tự động được gửi tới mọi máy thuộc cùng mạng con với máy gửi. Quảng bá không thực sự hiệu quả nếu chỉ cần gửi dữ liệu tới một vài máy, vì phương pháp này làm giảm hiệu năng của mạng. Như chúng ta sẽ tìm hiểu ở phần sau, truyền quảng bá rất phù hợp cho giao thức phân giải địa chỉ và giao thức cấp địa chỉ IP động. Với truyền đa hướng, bản sao dữ liệu chỉ được gửi tới một nhóm máy tính. Máy tính muốn nhận dữ liệu gửi cho một nhóm cụ thể thì phải đăng ký vào nhóm đó. Nếu so sánh với truyền quảng bá, thì kiểu truyền này làm giảm tải của mạng. Nó được sử dụng để hỗ trợ các ứng dụng đa phương tiện mà làm tăng lưu lượng mạng. Hiện nay, có nhiều dịch vụ Internet sử dụng truyền đa hướng để liên lạc với các máy tính khách của chúng. Tiêu đề Ethernet gồm các trường sau. Trường mở đầu có chiều dài 8 byte. 7 byte đầu chứa các bit luân phiên 10 để đồng bộ với thiết bị nhận. Byte cuối cùng cũng chứa các bit luân phiên 10, nhưng bit cuối cùng được thay bằng 1 để đánh dấu điểm bắt đầu của gói dữ liệu. Trường địa chỉ đích dài 6 byte. Địa chỉ này có thể là địa chỉ đơn hướng, đa hướng hoặc quảng bá. Địa chỉ đơn hướng, hay còn gọi là địa chỉ điểm điểm, chính là địa chỉ MAC mà chúng ta đã đề cập. Địa chỉ đích luôn được viết dưới dạng hexa. Trường địa chỉ nguồn cũng dài 6 byte và chứa các địa chỉ đơn hướng dạng hexa của máy tính nguồn. Trường kiểu Ethernet dài 2 byte cho biết giao thức tầng trên sẽ nhận khung Ethernet. Trường dữ liệu chứa thông tin do giao thức tầng trên đưa xuống. Kích thước trường dữ liệu tối đa của Ethernet là 1.500 byte. Để hỗ trợ quá trình phát hiện xung đột tin cậy, kích thước tối thiểu của trường dữ liệu là 46 byte. Trường tổng kiểm tra khung có chiều dài 4 byte, được sử dụng để kiểm tra tính toàn vẹn của dữ liệu ở mức luồng bit. Trái với các công nghệ khác, Ethernet không có cách nào để đánh dấu rõ ràng điểm kết thúc của dữ liệu. Do đó, nó sử dụng các khoảng trống để phân tách các gói dữ liệu. Chúng ta hãy xem xét chi tiết hơn trường tổng kiểm tra khung.